Thưa các bác anh chị, ở trên tay cháu Lực là cái gian hàng nho nhỏ mà hiện tại cháu Lực đang bán ở trên kênh. Những cái mặt hàng cháu Lực bán ra ở trên kênh đều 100% hoàn toàn là tự nhiên. Ở đây thì có gồm có mật ong rừng, mật ong khoái và mật ong bạc hà, thìm chè sa tuyết của Thu Á Giang và hạt dổi. Mật ong thì có công dụng là ổn định huyết áp, ngăn ngừa bệnh tim mạch, giúp giấc ngủ ngon hơn, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho gan và làm giảm viêm họng, chống lão hóa, tốt cho gan, hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa viêm xương khớp, ốm nghén cho ba bầu. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất nhiều. Hôm nay có bao nhiêu người chở cái ca? Hôm nay lại 10 người à? Hôm lại hơn à? Vâng. Cháu Lực xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì khi mà thức dậy ra thì nhìn thấy mặt trời vẫn còn rất là nắng nóng cô bác ạ, và rất là vui mừng khi mà thời tiết mà cứ ủng hộ cháu Lực như thế, thì để cho Lực vận chuyển cái phần cắt vật liệu mọi cái vào hết của nhà bao cháu thì dù nắng mưa thì không có ngại nữa cô bác. Hãy bây giờ thì các anh thợ đang ở bên kia đang tiếp tục là đặt thêm những cái viên gạch lên rồi cô bác. Đấy, chắc chắn là hôm nay lên thì các anh thợ sẽ có một cái diện mạo mới, và ngôi nhà của Sử thế cũng sẽ có thêm một cái diện mạo mới và khác hẳn hơn một chút cô bác. Hôm nay thì có thêm hai người nữa ra chở cắt cô bác. Đấy, còn phần cát này thì chở đống nào thì lấy khoán đống đấy luôn. Và trong quá trình mà anh em chở thì có được cô bác anh chị nào mà thưởng hay là hỗ trợ về anh em một chút thì cháu Lực cũng sẽ trao luôn cho tất cả các anh em luôn. Đấy, hôm nọ thì thức phim hôm qua thì có hai chị Nguyệt với lại chị Thúy ở bên Mỹ có hỗ trợ anh em là mỗi người là 500.000. Đấy, cháu Lực cũng đã trao phần quà đấy cho anh em xong rồi. Đấy, hôm nay thì cảm thấy là lại thêm hai người nữa cô bác. Có thể là đống cát này sẽ chở chưa đến một ngày là hết luôn đấy nhở. 10 người là nhanh, là nhiều hơn rồi ấy. Ôi chú trồng răng vàng ở đây à? Nhưng vàng à, vàng à? Có phải vàng không? Vàng thật á? Vàng thật chứ. Chú xem nào. Ây, vàng thật à? Vàng thật chứ. Mày thì chắc chú trồng được bao tiền? Lâu rồi, được mấy năm rồi. Được mấy năm à? Nhưng mà cái này vàng này mình tự có hay là mình đi mua? Cái này không nói chung rồi, nhưng mà cái đấy cái của nó gãy, còn cái này thôi. Còn cái này à? Ồ, vàng thật à? Vàng thật chứ. Chỗ này thì có bao nhiêu chỉ ấy, chú biết không? Một chỉ à? À, thế là chú này có vẻ như là khá giả, có mang này răng này răng vàng luôn đấy. Ôi, ca. Nào. Ôi. Hình như con xe của ca này thì không có phanh đằng trước rồi đúng không? Có mà bây giờ ấy. Có rồi à? Vừa sửa rồi à? Ừ, đây. À, nhưng mà nó có ăn đâu. Đấy, xe như này thì có là các thanh niên ở trên vùng cao mới đi được thôi các bác. Đây, anh giữ cho. Một chuyến chở thì tầm được bao nhiêu cân một tạ ấy thế này? Nếu mà không được một tạ thì cũng gần độ sấp xỉ một tạ, cả người nữa vào chắc hơn tạ dưới. Đã? Cát đủ chưa? Cát á? Ừ. Cát đủ đâu? Cái nhà đấy đủ chưa? Bảo là đủ chưa? À đủ chưa? Ừ. Lấy thêm cái 7 khối này vào, đóng này vào nữa thì là đủ rồi. Hết chỗ này rồi. Vâng, hết chỗ này rồi. Đấy, lần sau thì chiến lần sau thì có xi với lại gạch thôi. Xi và gạch chưa đủ à? Vâng, gạch ốp ấy. Gạch ốp gạch hoa ấy. Vâng. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ để mày quay ở nguyên đầu xe cho các anh chạy xem là cái khoảng đường các anh chạy mà sẽ nguy hiểm như nào không các bác.
Cái con đường này thì phải nói là Trần Lực cũng chia sẻ lên khá là nhiều lần rồi. Nếu mà trời mưa, chỉ có mưa độ tầm độ 30 phút thôi thì là đường nó sẽ không có đi được rồi. Mưa nó rất là trơn. Ở đây thì nó thuộc dạng là cái đất đỏ của bác, nó đất không ấy. Nó không có pha một tí cát nào cho nên là mưa cái là rất là trơn luôn. Phải làm hai đoàn anh. Là hai đoàn đi chỗ kia không có chỗ để xe, không có chỗ quay đầu xe. Thì cũng khó khăn một chút đấy nhở. Khó khăn chứ đấy. Vâng. À, là mỗi người là hai bao luôn à? Vâng. Và bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ theo chân là mấy anh em đi ra bên nền nhà của bác cháu xem là có thay đổi gì chưa các bác nhé. Ồ, lấy cầu rồi. Đấy, bây giờ thì phải nói là 5 xe đi 5 xe về các bác. Cháu sự xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Đây đi đâu ấy? Đang đi đâu ấy? Đi Bắc Cây à? À, vẫn hồi là chú thêm buổi nữa. Vâng. Ờ, nhà chú làm hết chưa? Sắp hết rồi. Sắp hết rồi à? Vâng. À thế thì đi hộ. Hôm nay các anh thợ đang làm gì rồi? Giờ ấy? Đang làm rồi. Đang làm à? Vâng. Anh thợ đang làm gì? Đang xây nhà. Đang xây nhà. Vâng. À. Ồ, thế thì bây giờ anh cũng đi xuống dưới đây một chút. À, đi xem hộ chú nhá. Xem hộ chú thì về nhà mình nhá. Ui, khúc to đấy nhỉ chú nhỉ? Hôm nay chú không chở cát nè. À hôm nay chú không chở cát nè. Vâng. Đấy, phải nói là buổi sáng sớm thì lên thì còn rất là lạnh các bác ạ. Ở đây thì các chú ở đây là buổi sáng sớm có nghĩa là đi vác cây thì cũng vừa tập thể dục luôn. Thành ra là cũng tạo cho mình nóng luôn đấy. Đấy vừa rồi thì mấy anh em cũng đã chở cát đến tới đây rồi các bác. Đến thời điểm hiện tại thì nắng thì nó cũng đường mọi cái nó vẫn còn chưa được khô hẳn. Cho nên là vẫn đi vẫn còn hơi bị trơn và bị bam bam một chút. Ui, chỗ này bam nhiều rồi này.
Thì phải nói là cái thức phi hôm qua thì cháu Lực chia sẻ lên thì cũng rất là cảm ơn tới chị Nguyệt với chị Thí đã gửi cho mấy anh em thêm là mỗi người 500 ngàn để cho mấy anh em có thêm cái động lực hơn và có thêm cái khoản đấy để sửa sang lại xe cộ một chút. Phần cắt chắt thì hôm qua đã trở ra đến kia hết rồi các bác này. Xi thì hiện tại là vẫn còn độ hơn là mười mấy bao thôi. Xi thì bây giờ là phải dùng đến rồi, phải lấy thêm rồi ấy. Cái này chắc rồi anh Thanh ơi. Dỡ được rồi anh. Đặt chú Bình nhá. Đục con khu vớ á. Hay ở đây thì các chú lại khoan và cắm thêm rau vào đây các bác này để nó chắc cái phần tường đi. Em phải nói là khi mà chở cát chở gạch như các bác này, xe thì nó cũng sẽ hao mòn rất là nhanh. Đấy, nhưng mà ở đây thì xe ở trên mấy thanh niên vùng cao thì mua thì cũng chỉ để đi lại, giúp cho mình thêm được nhiều cái hơn. Ui. Xe đen đâu rồi? Hả? Xe đen đâu rồi? Trên kia. Xe đen trên kia? Vâng. Đang ngắm nhà à? Vâng. Thỉnh thoảng lên đây làm giám sát công trình đấy nhá. Vâng. Anh phải nhiều ra làm giám sát công trình. Hôm nay thì cháu được nhìn thấy là có 5 người thôi các bác, 4 người thợ và 1 người phụ. Còn anh Vinh thì buổi sáng anh chạy đi xuống huyện là để thay cái lưới máy cưa một chút các bác. Hôm qua thì anh ấy cưa cái ván trên kia là cưa là bị hỏng, bị đứt ra xích ấy. Cái khoản này thì nói là khi mà anh ấy lên cưa thì bị đứt xích thì chắc là đi sửa chứ không phải là thêm mấy trăm hay là tầm bộ triệu nữa. Một kia là một cái phòng ngủ là làm hai cửa sổ nhá. Vâng. Nhưng mà cửa sổ là không bé như kia đâu nhá. Vâng. Sẽ to hơn đấy. Vâng. Anh một tí nữa em đi xuống cái kia bảo cái anh kia là đưa cái máy cắt lên nhá. Vâng. Để cái máy cắt lên lên đây nhá. Vâng. Bảo là cái máy cắt thì cắt cái cửa sổ nhá. Vâng. Hãy dùng cái máy cắt thế này thì mình có thể tận dụng lại được viên gạch cô bác ạ. Đấy. Cháu Lực cũng nghe theo ý kiến của Mạnh Thường Quân và thêm rất là nhiều khán giả trên kênh nói thì có một phòng thì sẽ làm hai cái cửa sổ. Đấy, một cái cửa sổ cái phòng đằng trước kìa là một cái cửa sổ là mình có thể là quan sát ở phần phía bên dưới, còn là cửa sổ hông đằng sau thì mình có thể nhìn đằng sau một chút cô bác. Đấy, nhà của em Sử thì hiện tại là cháu Lực thiết kế lên là
lúc đầu là đáng lẽ ra là có thêm là một cửa sổ, hai cửa sổ, ba cửa sổ, bốn cửa sổ thôi. Thế nhưng mà bây giờ cũng được Mạnh Thường Quân nói với cháu Lực rằng là nếu mà để làm cửa sổ, ít cửa sổ như vậy thì nó ngôi nhà nó sẽ rất là tối tăm. Và cũng được có ba anh chị Mạnh Thường Quân nhắc nhở cháu Lực là thêm mấy cái cửa sổ nữa. Bây giờ thì đang thêm là 1 này, 2 này, 3, 4 cái cửa sổ nữa cô bác ạ. Làm cửa sổ nhiều này thì có sợ không? Không ạ. Không sợ, không sợ à? Vâng. Làm cửa sổ nhiều này thì nó mới thoáng nhỉ? Vâng. Sử có thấy vui không khi mà bây giờ mỗi ngày là ngôi nhà của mình ngày một khác rồi? Có ạ. Có ạ? Vâng. Em có thấy là mình có duyên với Mạnh Thường Quân với lại các ông các bà không? Có ạ. Có ạ. Thế em gửi một lời chúc, một lời cảm ơn tới tất cả các ông bà nhé. Vâng. Cảm ơn các ông các bà và Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ mình, đã cùng nhau chung tay đóng góp những cái viên gạch này, những cái bao xi măng này tới cho mình, để cho mình có một cái ngôi nhà mới hơn. Vâng. Quang cảm ơn các ông các bà đã giúp cho con có một ngôi nhà mới ạ. Quang chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị luôn thành công cho công việc ạ. Con không biết nói gì nhiều, con chỉ biết ơn tất cả công các bà nhiều ạ. Con mang ơn rất nhiều ạ. Ở đây thì em được các ông, các bà, tất cả các Mạnh Thường Quân giúp đỡ em như vậy. Không mong sao là các bác không mong sao là em sẽ thay đổi ạ. Ở đây thì các cô, các bác, các ông, các bà, các cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ em như này. Không cần phải là em đem thứ gì cho các ông, các bà, các Mạnh Thường Quân. Vâng. Mà chính em là sống tốt. Vâng. Thì các ông, các bà là mừng rồi. Vâng. Đấy. Từ nay về sau thì có ngôi nhà mới rồi. Thì mình sống sao để cho người ta quý mình, sống tốt, vui vẻ lên mỗi ngày. Là điều đấy là các ông, các bà mừng rồi. Vâng. Đấy. Ở đây thì phải nói là anh bảo cái sự này, những cái viên gạch này, những cái bao xi măng hay là những cái hạt cát các ông các bà đóng góp cho thì mình phải nâng niu từng tí một nhá. Vâng. Phải làm thế nào để mà tiết kiệm được nhất có thể. Ví dụ như bây giờ em các anh chở cát bên kia xong nhá. Vâng. Em đi ra bên kia em vét lại, nhưng mà đừng vét đất quá nhá. Vâng. Vét thêm một chút nữa để được thêm 1-2 bao thì mình lại đựng về. Vâng. Mình lại lấy về, mình lại vẫn còn tận dụng được sau này. Hay vâng. Nếu mà không, mình không xây được sau này, mình vẫn còn thể là láng nền được. Vâng. Đây là khu gỗ của nhà chú à? Vâng. Nhưng mà cái này thì dùng cột nhà được không? Không được ạ. Không được à? Vâng. Thế thì bây giờ đi xuống dưới thì bảo anh kia là cầm cái máy cắt lên, em cầm lên đây thì tí nhá. Vâng. Khu gỗ này tầm bao nhiêu cân? À? 50 cân. 50 cân á? À. Vác nặng đi. Vác ít hơn thôi. Không à, sau này là bị lưng gù đấy. Hãy trôi đi. Đi đi. Vâng. Chú không lạnh à? Vừa mới cởi ra. Vừa mới cởi ra. Vậy thì chú vác cái bao xi măng này thì lại hồi tưởng lại cái cảnh mà em Sử đi đi hôm mà em ấy đi làm thuê để vác xi măng ấy cô bác. Đấy, ở đây thì hiện tại là cái cửa sổ phần đằng trước thì làm 60x80 thôi. À, như vậy thì nó cũng nhìn, bây giờ nhìn thì nó cũng rất là to rồi cô bác này. Chú Bình là xây bên này à chú Bình? Hả? Chú Bình là xây bên này à?
Bên này thì có vẻ anh Thanh cao, xây cao hơn đấy nhở? Chiều hôm qua thôi. Chiều hôm qua anh xây được một tí rồi à? Xây tí rồi. Đấy thì à, bây giờ xây cao quá thì các anh là phải vác cái dàn giáo lên rồi các bác này. Đấy, ở phần phía tường bên kia thì bây giờ cũng đã xây được hơn là gần đến 3 mét rồi. Hôm nay là có thể là xây xong phần phòng ngủ đấy anh nhở? Vâng. Bây giờ thì phần thô này có thể là xây độ tầm hơn 3-4 ngày nữa thôi thì là cũng mọi cái cũng xong hết rồi cô bác. Các thanh niên ở trên kia thì vẫn đang hang xây là chở cát này cô bác này. Hôm nay thì có thêm là 2 người nữa, tầm độ 10 người thì sẽ chở nhanh hơn. Đấy, ở đây thì cái anh Thanh ơi, cái này gọi là cái gì nhỉ? Dân Lanh Tô à? Đấy, ở đây thì trong trong cái phần xây dựng thì các anh thợ hay gọi là Lanh Tô của bác này. Ở đây thì sẽ để lên trên cái phần cửa với lại phần cửa sổ của bác nhá. Có lúc hay quên một tí chú ạ. Chú Thanh ạ. Hả? Cái này đổ ra bên này tí được không anh? Anh nghe Thanh ơi. Đổ ra bên này tí được không? Không ở bên kia tí trở ra nhiều quá, đổ để chỗ này thì mấy được, cái không có chỗ đi rồi. Ở dưới kia thì đổ cắt chát rồi. Vâng. Đấy, hiện tại thì cháu Lực cũng được cháu Lực cũng đọc một số bình luận ở trên kênh cũng nói với cháu Lực rằng là không có bếp ở nhà ấy. Hiện tại thì chỗ này đang để cái phần cát cho nên là không có thể là xay được. Bây giờ thì phải là ngắm lại xem là chỗ nào để được thêm phần cát nữa. Đấy, mặc dù là trời vẫn còn đang nắng nhưng mà không khí nó vẫn còn hơi se se lạnh một chút buổi sáng ấy. Hôm qua chú Bình ngủ trên này có lạnh không chú Bình? Có chứ. Wow. Vâng. Mua cho 1-2 cái chăn bông đi. Chăn bông hả chú? Vâng. Đấy, các chú thì ngủ ở trên này thì có vẻ như là rất là lạnh các bác ạ. Hiện tại thì ngôi nhà của ba ông cháu của bác. Cô bác có thể theo dõi từ những cái thước phim mà trên cao cháu Lực chia sẻ lên. Ngay bây giờ thì các anh đang xây ở cái phần phòng ngủ là nhiều hơn này. Đấy, một cái ngôi nhà mà nếu mà nhìn từ trên cao xuống đấy là khá là rộng rãi của bác ạ. Đấy, còn đội thanh niên kia thì vẫn còn đang là chở cát vào cho cháu Lực. Bây giờ thì tranh thủ là trời đang nắng thì cháu Lực cũng sẽ là vận chuyển hết cái vật liệu vào luôn. Hay như video trước thì cháu Lực cũng đã nói rồi rằng là bây giờ còn thêm là thiếu là phần xi này, thêm gạch ốp lát này, xong là tôn với lại sắt nữa. Đấy, cái phần phòng ngủ các em thì phải nói là xây những cái bức tường lên thì mới biết là khá là rộng các bác ạ. Còn cái phần chở cát, phần mấy thanh niên đang đổ cát ở đây thì cháu Lực cũng đã chia sẻ với cô bác rằng rồi. Cái phần này sẽ là cái phần mà cháu Lực xây nhà bếp ở đây cô bác nhé. Thế hiện tại thì đang để ở trong đấy là cát cho nên là không có thể xây được... đặt được gạch lên. Đội thợ của cháu Lực, với lại đội thợ của anh Vinh thì phải nói là các anh xây rất là nhanh các bác ạ.
khi mà chưa đầy một tháng thôi, độ xây được tầm độ hơn 10 ngày các bác. Thì bây giờ một ngôi nhà nó có là thành không lên rất là nhiều rồi. Ở trong thời gian tới nếu mà làm xong cái ngôi nhà của bao cháu đến phần tân gia thì cháu được cũng rất là mong sẽ đón được khán giả trên kênh và các mạnh thường quân lên trên nhà của bao cháu cùng bao cháu là chung vui cái ngôi nhà tân gia của mình. Hôm nay thì thời tiết nắng rất là đẹp các bác ạ. Phía phần hông ngôi nhà của Sử thì có vẻ như là có một cái đồi măng nứa ở đây các bác. Anh lên trên nhà của ba ông cháu thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rồi. Hàng xóm thì cũng có khá là nhiều hộ gia đình và hộ dân. Ô, chở hết ra bên này đi, các thanh niên ơi. Bên đấy xúc mệt lắm. Bên đấy xúc, không phải là xúc mệt mà là chỗ đấy nó không có chỗ để nữa rồi. Thăng bằng được chưa anh? Nên mình đo là nó nước nó không nhảy lên nhảy xuống là nó thăng bằng à? Đúng rồi. Nếu mà nước nó nhảy lên nhảy xuống là nó chưa bằng. Nó chưa bằng đúng không? Đấy, còn ra phía phòng bên này các bác này, cháu Lực cũng đã nói rồi rằng là phía phòng này sẽ là để hai cửa sổ các bác nhá. Hay ở đây thì một cái cửa sổ để mình nhìn được ra hướng góc bên kia. Còn cái cửa sổ bên này thì mình cũng được nhìn ra hướng bên này. Lỡ đâu mà có người mà đi qua hiên nhà ấy thì là mình bên này có thể nhìn thấy luôn. Anh chỉ duy nhất là cái phòng này sẽ có hai cửa sổ thôi các bác. Đấy, ở trên này thì cái phần lăng tô này. Lăng tô này thì được các anh cũng đổ rất là dày. Ở trong đó thì có ba cái thanh sắt các bác nhé. Ba cái thanh sắt sắp 8 luôn đấy. Chưa. Đây rồi đấy. Đổ bên này không tí nó mới đổ dễ. Mình đổ góc bên kia. Chỗ này thì cũng phải nói là khá là hẹp cô bác ạ, không có chỗ quay xe cho là lắm. Bây giờ thì có hẳn 10 cái xe máy mà cho nên là quay nó rất là khó. Hôm qua là có anh chở em chở. Anh à? À. Tóc xứ như khá dài rồi. Cái đầu tổ quã này rồi. Đúng rồi. Cắt chọc đi nhờ. Có cắt đâu.
Hả? Sử thì trước kia thì anh cũng cắt cho một lần rồi nhỉ? Vâng. Đấy. Xong rồi cắt lần đấy xong thì mới thay đổi cái kiểu tóc ấy các bạn. Cắt tóc cho nó quá sướng luôn đấy. Bây giờ thì chê rồi, bây giờ thì đi xuống thợ mới cắt cho rồi. Nhờ. cắt cho lần, cắt cho lần đầu trông sợ rồi. Không dám cho cắt nữa. Cửa như này đủ rộng chưa? Đủ rồi. Đủ rồi à? Vâng. Như này là thoải mái đúng không? Vâng. Ba ông cháu khoác vai là vào một phát là được đấy. Không đi hội nhà chú nữa đâu chứ? Không đi hội nhà chú nữa chứ? Có à? Vẫn hộ à? Con đám này đâu? Đây xuống. Ui, có khi là hôm nay là xong hết cái phần bên này chú nhà chú Bình nhỉ? Xong rồi đấy. Là cái nhà vệ sinh. Ui, dàn giáo của chú có vẻ đẹp đẹp đấy. Anh bảo là có những nhà làm cao tầng hơn anh còn đi bằng cột gỗ mà đấy. Chỗ đấy mình có xây được kịch lên trên không anh? Hả? Là hết à? À nhưng mà chỗ đấy cũng thấp rồi nhỉ? Chỗ đấy. Đấy. Tầm giáo nữa à? Không đạt đến à? Vâng. Đã. Đã. Này á. Đấy, từ đây thôi. Từ đây vào thôi. Từ đây vào thôi. Đúng rồi. Anh cứ chừa dạ tầm 1 mét đi. Hơn mét một tí, mét dưới. Cứ đến đây. Cho nó rộng tí. Đúng rồi. Cho nó rộng rãi một tí. Nhà vệ sinh thì mình cũng chỉ có một người vào một người thôi. Nên nó không chỉ 2-3 người vào một lúc được. Nên là làm vừa vừa cũng được. Cho nó cái không gian diện tích mà rộng hơn là phải cái phần bếp này các bác. Sau này thì ở bên này thì mình có thể là để được đồ nữa. Từ đây đi vào thôi anh. Không mong nó. Hả? Không mong xây nó. Đấy phải mỹ yếu chứ nó. Sắp hết rồi chứ anh? Chưa. Chưa à? Đến 12 giờ chưa hết chưa? Lúc nào mà gần hết thì nháy số em với nhá. Anh nhá. Anh có số em rồi đúng không? Anh có số em rồi đúng không? Dạ. Không có à? Anh gọi em suốt đây. Đêm 12 giờ đêm anh còn rình gọi em đây. Đáng lẽ là hôm nọ là cháu định là làm một cái cửa đến tận đây luôn của bác này. Nhưng mà sau một thời gian nhìn lại và cũng được là ý kiến của các mạnh thường quân có nói với cháu Lực rằng là nếu mà như vậy thì nhà vệ sinh nó quá là rộng ấy, thành ra là mình không có tận dụng được hết. Nhà vệ sinh thì cũng chỉ có 3 ông cháu thôi. Đấy, có thể là sau này em xử hoặc lấy thêm vợ vào nữa thì cũng chỉ có 4 người thôi. Nhà vệ sinh thì mình có thể là mình vào được một người một thôi, chứ không thể là cả ba ông cháu vào cùng một lúc được. Cho nên là làm nó có diện tích là cho gia đình dùng là vừa phải thôi. Gạch này vẫn còn hơi bị ướt ướt chú Bình nhở? Gạch này. Đấy, hôm nọ thì mưa một tuần rời mà cô bác. Cho nên là lúc đấy cháu Đức cũng phải nói là rất là sơ suất cô bác ạ. Khi mà
các anh em thợ, các anh em chở ra đến đây hết rồi, cho nên không có đi mua bạt về che nữa. Thành ra là bây giờ viên gạch nó còn bị ướt một chút, cho nên là lúc mà vận chuyển xuống nó hay bị là hỏng ở cái phần, hay bị vỡ ở cái phần mép này này cô bác này. Hãy trong cái quá trình mà làm nhà của ba ông cháu tới đâu thì cháu được sẽ tiếp tục cập nhật cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng biết xem là chỗ nào sai sót không, cần chỗ nào mà sửa chữa không, thì có thể là cô bác có thể điện thoại cho cháu Lực qua cái số điện thoại ở trên màn hình cô bác nhé. Hiện tại thì cháu Lực cũng có mở cái gian hàng thiện nguyện nho nhỏ trên kênh cô bác. Cái gian hàng nho nhỏ hiện tại là có mật ong rừng này và mật ong khoái, thêm mật ong bạc hà, có chè san tuyết của Thu Hạ Giang, hạt dổi rừng, măng nứa và thêm một chút nấm hương nữa cô bác. Rất là mong sẽ nhận được cái sự yêu quý của cô bác anh chị ủng hộ tới gian hàng nho nhỏ của cháu Lực, cũng như là giúp cho cháu Lực có thêm cái khoản kinh phí đổ xăng đi lại trong cái quá trình mà mấy anh em đi giúp đỡ thêm những cái hoàn cảnh khác cô bác ạ. Thế còn cái thước phim hôm nay thì cũng là khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị.